Dạ, Nguyên xin chào quý cô chú anh chị em trên kênh của Quách Nguyên Vlog nha. Dạ, quý cô chú anh chị em ơi, thì Nguyên lên đây, Nguyên chia sẻ và cập nhật những thông tin cho quý cô chú anh chị em cùng biết. Thì Nguyên mong là quý cô chú anh chị em xem video, nhớ nhấn like và nhớ nhấn chia sẻ video. Và đừng quên bình luận ở dưới video để ủng hộ cho Quách Nguyên với nha. Ok, thì hôm nay Nguyên mới vừa cập nhật được một cái thông tin đến từ công ty VB8 Thành Đạt của cô Lê Thu mới vừa chia sẻ trên group Hồ Văn Cường FC miền Bắc này cả nhà. Đó, rất là dài luôn cả nhà, cái thông tin này rất là dài luôn đấy. Ok, thì bây giờ Nguyên xin đọc chia sẻ đến mọi người cùng nhau nắm rõ cái thông tin này nha cả nhà. Kính gửi các anh chị FC Xanh Đột Chuối Ba Miền, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại VB8 Thành Đạt xin gửi tới toàn thể FC Xanh Đột Chuối Ba Miền lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất vì sự quan tâm của các thành viên FC đến sự kiện đêm nhạc hội VB8 tối ngày 1 tháng 10 năm 2022 tại khu công nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình. Sau đây, tôi xin phép được thay mặt ban lãnh đạo công ty VB8 Thành Đạt gửi tới toàn thể FC Xanh Đột Chuối một số nội dung về đêm nhạc hội VB8 ngày 1 tháng 10 như sau. Thứ nhất, do không gian của phần sự kiện đêm hội diễn ra trước khuôn viên công ty VB8 không quá rộng, trong khi đó số lượng khách mời fan Hồ Văn Cường đăng ký tham gia quá đông. Wow. Trong khi đó số lượng khách mời của bên FC Hồ Văn Cường đăng ký quá đông luôn cả nhà. Số lượng người dân khu vực lân cận cũng sẽ không lường trước được do đội ngũ dàn sao nhí rất hùng hậu, đặc biệt có sự xuất hiện của bé Hồ Văn Cường. Vì vậy, để sắp xếp được chỗ ngồi gần với khu vực sân khấu hơn, chúng tôi xin phép được thay đổi lượng ghế ban suite thành ghế inox để việc sắp xếp ghế được nhiều hơn. Vậy là bên ban tổ chức sẽ đổi ghế nha cả nhà, để cái số lượng ghế sẽ được tăng lên. Nói chung thì cái diện tích cũng không được rộng á cả nhà. Đấy. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ cho lắp dựng thêm một màn LED 25m² ngay dưới khu vực khán giả để đảm bảo những khán giả ở xa cũng được thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm và sự thay đổi này. Wow, rất tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Thêm vào đó, bên công ty sẽ lắp thêm một cái màn LED 25m². Vậy là những cô chú nào ở dưới sân khấu ở xa nhìn không rõ thì có thể nhìn vào cái màn hình đó. Rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà? Rất là chu đáo luôn. Điều thứ hai, do lượng khán giả quá đông, chúng tôi nhận được danh sách tặng quà sự kiện cho con trai quốc dân Hồ Văn Cường khá lớn, vượt quá sự cho phép của chương trình. Vượt quá sự cho phép của chương trình luôn, khiếp thiệt. Để đảm bảo chương trình được diễn ra thuận lợi, an toàn và văn minh lịch sự, chúng tôi sẽ nhờ đội bảo an thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh và bảo vệ ca sĩ trong suốt đêm diễn. Đúng là công ty rất là chu đáo luôn cả nhà. Bên công ty sẽ nhờ bên đội bảo an bảo vệ các ca sĩ nè trong suốt đêm diễn nè. Rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà? Vậy là không còn sợ những cái chuyện lặt vặt đúng không cả nhà? Vì vậy, việc tặng quà cho ca sĩ cần có sự sắp xếp của ban tổ chức. Chúng tôi sẽ nhận danh sách tặng quà từ đại diện FC Hai Miền Nam và Bắc, chị Lưu Kim Thiện và bạn Cẩm Tiên Phạm, để ban tổ chức sắp xếp và mời lên sân khấu trao quà cho ca sĩ. Chúng tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ và thông cảm từ quý vị thành viên FC nói riêng và toàn thể khán giả nói chung. Wow, vậy là một tí xíu nữa chắc Nguyên xuống và Nguyên sẽ đăng ký cái danh sách tặng quà quá cả nhà ơi. Thì quý cô chú anh chị em nào muốn tặng quà cho em Cường á, thì quý cô chú anh chị em phải đăng ký qua bên chị Lưu Kim Thiện nè,
và bên chị Cẩm Tiên Phạm nè cả nhà. Để Nguyên đọc lại cái đoạn này cho cả nhà mình cùng nắm rõ hơn tí xíu nữa nha. Chúng tôi sẽ nhận danh sách tặng quà từ đại diện FC Hai Miền Nam và Bắc, chị Lưu Kim Thiện và bạn Cẩm Tiên Phạm, để ban tổ chức sắp xếp và mời lên sân khấu trao quà cho ca sĩ. Đó. Ok, thì tí xíu nữa Nguyên xuống là Nguyên sẽ đăng ký đó cả nhà. Tại vì Nguyên đang vận chuyển một cái món quà rất là giá trị của cô Violet. Tới đó Nguyên sẽ lên tặng quà cho em Cường, chứ không thôi là bỏ lỡ cơ hội đó cả nhà ơi. Đấy. Và mục thứ ba, vì lượng khán giả quá đông, để đảm bảo cho việc ban tổ chức sắp xếp khu vực ngồi cho thành viên FC Xanh Đầu Chuối, chúng tôi đề nghị toàn bộ thành viên FC mặc áo FC Xanh Đột Chuối. Đó, cả nhà lưu ý cái đoạn này nha. Thành viên nào có tích cơ sự kiện của ban tổ chức mới được vào khu vực sự kiện có ghế ngồi. Số lượng tích cơ ban tổ chức sẽ chuyển cho đại diện FC Hai Miền Nam và Bắc để chủ động đón tiếp các thành viên. Đó, cả nhà mình nên nắm rõ cái đoạn này nha, là cả nhà nên mặc áo FC Xanh Đột Chuối nha cả nhà. Và mục thứ tư nè cả nhà, đối với chương trình tiệc tối sau sự kiện, đến hôm nay chúng tôi đã nhận được con số đăng ký là 610 suất. Wow, một cái con số quá khủng khiếp luôn đúng không cả nhà, 610 suất lận á cả nhà ơi, một cái con số rất lớn. Khu vực tổ chức tiệc nằm trong khuôn viên công ty, đây là khu vực chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế dự tiệc. Tuy nhiên, diện tích này cũng không quá rộng nên việc sắp xếp bàn ghế sẽ bị hạn chế. Vì vậy, mỗi bàn tiệc có thể sẽ được bên sự kiện sắp xếp 11 đến 12 người. Để đảm bảo đủ chỗ ngồi, bàn tiệc sẽ được ban tổ chức chuẩn bị suất ăn theo đúng số người trên mỗi bàn. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm của các thành viên FC vì sự thay đổi này. Trong tiệc tối sau sự kiện sẽ có sự giao lưu của các ca sĩ nhí của đêm nhạc hội. Vì vậy, ban tổ chức sẽ có những yêu cầu khắt khe hơn để đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi tiệc. Rất mong các thành viên thông cảm và thực hiện theo đúng yêu cầu của ban tổ chức VB8 để chúng ta có một đêm nhạc hội, đêm giao lưu văn minh, đoàn kết và vui vẻ. Chúc toàn thể FC Hồ Văn Cường thật sự bùng nổ đêm 1 tháng 10 tại VB8 Thành Đạt. Đó, tại vì bên khuôn viên của công ty cũng không được rộng á cả nhà, nên thì bên công ty sẽ sắp xếp là đâu đó một bàn khoảng tầm 11 đến 12 người ngồi trên một bàn đó. Thì quý cô chú anh chị em cũng thông cảm cho bên công ty, tại vì diện tích cũng không được rộng á cả nhà. Thì nói chung thì càng đông càng vui đúng không cả nhà. Một hai người nữa cũng đâu có sao đâu. Thì nói tới tiệc ăn á, tiệc tối á, thì cả nhà mình chắc cũng không có ăn uống gì nhiều đâu, tại vì lo mãi mê chụp hình và giao lưu với em Cường và FC Xanh Đột Chuối rồi. Nói chung thì ăn uống cũng chả bao nhiêu hết cả nhà. Nói chung là những show vừa rồi á, Nguyên cũng có đi và Nguyên cũng trải nghiệm rồi. Thì yêu cầu mà có show thì buổi tối có tiệc á, thì Nguyên đa số Nguyên để ý luôn nha. Quý cô chú anh chị em ăn không nhiều hết á, lo chụp hình và giao lưu trong ngóng em Cường không à cả nhà ơi. Thì với cái việc mà ngồi chặt một hai người thì quý cô chú anh chị em thông cảm cho bên công ty nha cả nhà. Ok, thì đó là những gì mà Nguyên lên đây Nguyên chia sẻ và cập nhật cho quý cô chú anh chị em cùng biết. Thì Nguyên mong là quý cô chú anh chị em xem xong video nhớ nhấn chia sẻ và đừng quên bình luận ở dưới video để ủng hộ cho Vách Nguyên với nha. Ok, thì bây giờ Nguyên xin tạm dừng clip tại đây. Nguyên hẹn với cô chú anh chị em vào những thông tin, vào những clip tiếp theo nha. Ok, bye bye mọi người nha.